Mình xin chào cả nhà. Chào ba. Mình xin chào chị Tiên. Ở bên Mỹ thì hôm nay thấm thoát cũng một năm đã trôi qua rồi. Vừa năm rồi mình mới sắm đầu Tết cho tụi nhỏ, thì hôm nay thì cũng sắp tới năm 2022 rồi. Thì chị Tiên có gửi tiền về để đi sắm đồ cho tụi nhỏ mỗi đứa 2 bộ để Tết bận cho nó vui. Thì hôm nay mình đi ra chợ Bãi Giác này, cũng là cái chợ huyện Mỏ Cày Bắc của mình. Mình đi vô đây để mua, giờ mình mời cả nhà cùng chị Tiên xem mấy đứa nhỏ lựa đồ nha. Chị ơi, đây. Giờ mình cũng đi, hồi nãy mình ghé chợ, nhưng mà ghé chợ thì mình thấy nó hơi khó lựa hơn ở tiệm hôm vừa rồi mình mua. Giờ mình tới lại cái tiệm vừa rồi mình mua. Tiệm A Tiếu. Nè, như cái này hả? Ờ, trắng trắng vậy đi mặc cho. Ừ. Bạn cho nó sạch. Con nó mới nữa. Cụ. Mua. Mua này cho thằng Hậu nè cụ. Một phút để mơ chị ẩm nó đi. Ẩm đi mua sao? Đẹp ha. Con chị màu sáng sáng vậy. Màu sáng sáng. Sao mà tôi muốn mua cho nó cái đồ lựa cho nó màu tối quá à. Lấy màu sáng sáng thôi, bạn cho nó mới. Bạn coi nó mới. Tết mà phải mặc. Con không biết đâu. Hả? Dán cái bộ đồ ra. Trời ơi. Đâu con tân rồi. Tân lựa được chưa? Tết bận. Con lấy cái này. Cái túi nè. Áo là có túi mang luôn hả? Túi bằng bơ Tết bỏ tiền phải không? Tết nhận tiền lì xì bỏ vô đây ha. Ừ, còn cái áo nào nó giống vậy nữa không? Bạn cho nguyên bạn luôn hả? Ừ, hai đứa giống nhau. Cho cái bóp giống vậy nè. Ừ, hai đứa mang giống nhau luôn. Mẹ áo này dính gì rồi nè. Nè, lấy cái này. Lấy cái khác đi. Kiểu có cái bông á, cho đẹp. Có cái bông kìa. Kìa ăn thỏ kìa Nguyên. Đó, ăn thỏ đó. Nè, Nguyên lấy hai trăng lấy đó thì con cái áo này rộng. Cái này nhỏ nè. Áo bà sữa. Mới được có 1 cái rồi hả con? Lựa quần chưa? Trời đất ơi. Bạn áo hơn của người lớn. Bạn nói với anh Hiệp bạn chung sao? Bởi vậy thiệt à. Nói gì? Mượn anh Hiệp. Quay qua con, quay hình tướng sao coi. Mốt mượn anh Hiệp bận được. Hai đứa bận chung xây. Vừa rồi, tại nó bận cái áo cặp. Áo tông nữa. Loại này đâu có, nó đâu có ôm. Loại này áo rộng mà. Rộng nó đâu có ôm. Ừ, đâu có ôm. Rồi cởi ra, đừng cởi luôn áo trong kỹ nha. Rồi cởi. Cởi lộn áo tông. Kéo làm sao xuống con. Hả? Vậy nó ôm á chị. Kéo làm sao xuống. Tại vì con mặc cái áo rộng áo trong nữa. Không, cái áo này thì con bận vậy chứ đâu phải nó chợt. Ừ, nó đâu có chợt. Nó vậy á. Không thấy thì thôi. Nó thấy ngục ngục. Cái này sao con bận ta. Này ha. Cho bận vô coi. Bạn áo đẹp bạn nha. Áo này Tết bạn đẹp ạ. Nay mình mua đồ Tết dễ mua mà đồ nó đẹp nữa. Còn gần Tết cái người ta đi đông quá mình đi cũng sợ. Vậy hả? Được không? Vô ha, một cái ha. Rồi lấy cái đó. Rồi khỏi mở đó ra cũng vừa nữa. Ngớt. Vậy hả?
Vậy hả? Vậy hả? Vậy hả? Chứ chứ được ha. Áo không đụng hàng hả? Má áo là chừng nực rồi nha ha. Kệ nó đi. Biết nực cái gì. Nực chứ. Bộ này với bạn cái này. Tôi nè, chính tôi là nít này nhỏ nè. Con trai nè, bà già thấy nó mày bận chết. Biết cái nực của cái gì. Nghi rồi hả? Chết mà biết nực. Nghi rồi hả? Trời ơi, trời quá rầu trời. Nghi rồi hả? Nghe đồ mới là mừng cái điều bái trong quần rồi. Chịu không? Nó quần này vừa nè. Quần nó vừa sao bạn? Quần nó vừa mà đẹp đó. Quần này nè, nè. Thấy đẹp thì nó thấy không đẹp. Bạn ơi. Bận quần nè, lấy quần nè. Ừ, nó rộng rộng, bận khỏe. Nó mua chật chật cứ. Nè, mua quần màu vàng hả? Ừ, đẹp bạn nha. Bận với cái áo, phối với cái áo hồi nãy coi, bận nguyên bộ vô mới đẹp. Phối với cái áo hồi nãy. Coi nó có đẹp không? Mua cái ghiếp này nè bận. Cái gì nè. Con mới cái này. Quần sọt hả? Ừ. Áo sọc không ha. Ngọc hò tính tiền của đứa nào á. Đứa nào tính theo đó. Vô gì? Lựa cho ông Thả mình quần. Quần này quần sọt. Ông giải kaki. Ô quần lính. Còn cái hồi nãy thì đẳng. Cái này dạng này mẫu nó cũng đẹp nè chị. Cái này tim nè chị. Ủa mà anh này quần gì da, đâu phải gì thun. Dạ không phải gì thun như nè. Ờ mua lưng thun á. Mua lưng thun cho dễ bận. Mua lưng thun làm kia ạ. Mua lưng thun nè. Quần thun cho dễ bận. Cái mua kia nhiều khi bận vừa. Ống ống nhất nè. Dạ. Cái này chắc vừa. Dạ. Có là mặc cái này vừa. Lấy cái này đi, để thêm cái màu khác nữa. Giống vậy luôn hả chị? Ừ. Cái này chị lấy cái này vừa không? Cái chị bận cái chiều dài cũng vừa mà cái lưng cũng vừa nữa nè. Cái lưng khỏi lấy vô luôn hả? Không khỏi. Ừ. Ừ. Này vừa nè, này giãn nè. Giãn hả? Ừ. Giãn. Đây mình mua cái áo thun này cho Thả mình với hai cái quần sọt. Còn cái đó chung luôn hay là riêng chị à? Cái này cái áo thun này với hai quần sọt này chung. Dạ. Chung cho chung một to. Ờ này là một to. À. Áo 187. Quần 95. Quần 95 vậy rồi. Rồi, to số 6, về còn nào nữa không? Còn cái lót này là sao đây chị? Có tính to luôn ha, tính riêng đi. Tính ba cái đó tính chung cái. Cái đó là một cái đơn luôn hay là không? Ừ, một cái đơn. Lót 50, lót 75. 50, 75, 50, 75. 50 xuống. 50 vậy là 170. Shop A Tiếu tặng cho Diễm bộ đồ. Đây bộ đồ thiệt đẹp lên. Thấy Diễm thiết tật. Rồi cảm ơn shop A Tiếu rất là nhiều nha. Tập đoàn luôn. Chị nào đại diện cầm to rồi là con phát từ to từ to báo luôn. To số mấy số mấy. 3.533.000 hả? 3.350.000. 3.353.000. 53.000. Thôi 3 năm không dòm thấy y như rồi. Cái này lỡ số 3 cái nữa bia 333 luôn. Ừ giống như 33 luôn ha. 3.553.000. 3.353.000. 3.350.000. Ờ mấy bà già nói vậy là chính xác. Trời ơi. Con trẻ mà đừng kêu mấy bà già tội nghiệp. 3.350.000. 3.350.000. Mình mua tổng cộng là 3.350.000. Nghe sao nghe ngồi lót ở đây luôn vậy? Chứ nội đâu vậy? Đúng rồi.
con như nghìn một. Con 1.000. Đúng chưa? 3.350.000. Rồi cái to mà đồ là đồ lót là 175.000 là 3 triệu rồi. 3 triệu rồi nè. Dạ. Dạ. Đây là 150. Rồi, em cảm ơn nhiều. Rồi cái đầu lót đó, tấm đầu lót 175. Nghe cái 175 cậu đưa tấm. Giờ lỡ đầu xong hết hơn rồi, giờ mình chuẩn bị mình đi ra mình về. Giờ đứa nào cảm ơn cô Tiên trước. Dạ con. Ơi, rồi con cảm ơn cô Tiên đi. Con cảm ơn cô Tiên đã cho con đồ Tết. Để con đi chơi Tết, con cảm ơn cô Tiên học nhiều sức khỏe và tiền vô như nước để cho con đi mua đồ Tết rất nhiều. Hay quá. Con cảm ơn cô Tiên đã cho con đồ đi mua đồ Tết. Con chúc cô Tiên nhiều sức khỏe. Giỏi quá. Hậu. Con chúc cô Tiên vạn sự như ý. Rồi gì nữa? Cô Tiên cho con đồ rất đẹp. Cảm ơn cô Tiên nhiều. Con cảm ơn cô Tiên nhiều. Rồi. Rồi Diễm ra ra đi, Diễm, Diễm. Cảm ơn nghe Diễm. Cảm ơn. Rồi. Gì nè. Chị Ba cảm ơn chưa? Rồi. Con cảm ơn cô Tiên cho con tiền mua đồ Tết, con chúc cô Tiên dồi dào sức khỏe. Giỏi quá. Mình cũng cảm ơn chị Tiên rất nhiều, chị Tiên cho mình mua được bộ đồ Tết. Dạ, chúc chị Tiên được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Rồi, bây giờ